Thì mọi người không biết hôm nay nấu món gì thì Thích Thân Ca TV sẽ giới thiệu đến mọi người cái một món mà ăn cơm ngon, nhậu cũng được, mà đặc biệt rẻ tiền cho mọi người, bình dân như mọi người luôn. Chúng ta cùng bắt đầu nha mọi người nha.